À đây là sau khi cô đã mua lấy rồi đúng không? Và đã rồi. Bây giờ của cô là hết 200. 30 đô nhá. Tính nhau nào. 6 nhân 5 bằng 30 đô. 30 Cô có tờ 30 đô không? 30 Đưa tờ 20, đưa tờ 50 đây. Tôi trả 50. lại cho. Đấy, tờ đấy. À, đây là 50 đô đúng không? Rồi, tôi sẽ 50 đô trừ 30 ra trừ xem nhá. Trừ đi 50 bằng 20 đô, phải trả lại 20 đô la. Để tôi cầm lấy thôi, tôi sẽ đưa lại cho cô. Đây, tờ 20 đô này trả tiền cho cô nè. Rồi, được chưa? Rồi, thẻ cô đâu? Rồi, tất cả là nào. Tít, rồi, ok. Quá cái nó đỏ đây ta, trốn này cái nhìn trốn này. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ đồ chơi, đó là bộ đồ chơi máy tính tiền. Wow, mày bạn Huyền mua đồ chơi mới à, máy tính tiền mà thấy đẹp to nhờ. Xoay bằng các bạn xem các bạn nhìn này. Tiền này, màn hình này, tỷ số các bạn này. Có cả gì? Có cả xu à. Có cái túi để đi siêu thị này. Có các món, có tiền, có xu này. Có hai cái thẻ này. Này có đồ ăn được đây. Rồi. Quay bên kia xem có gì nữa. Chụp. Wow, cô gái. Rồi. Rồi, bây giờ ta bóc các bạn xem nhé. Thì ta phải cần kéo. Kéo đây. Cần xin. Lăn này nó đẩy lên này. Lăn à, cái máy in nè. Cái này là để kéo, con kéo xem mà xem. Ta kéo thế này. Hay à. Rồi, bấm nút được đâu. À, cũng giờ đồng hồ các bạn à. Đồng hồ hiển thị số này. Bấm nút xem nào. Bấm được này. Đây không có thể bấm được. Bấm trong cái đó thôi. Bấm số đi. Nhiều quá. Đấy, 6 nhân 5 bằng 30. Đúng rồi đấy. 3 đô còn à. 5 nhân 2 bằng mấy? 5 nhân 2 bằng 10. Bấm bằng nữa nào. Quá, bạn Hiền giỏi quá. Rồi. Đây cái này mở khóa là nhấn cái open này này. Mở khóa là nhấn cái open này. Ố thẻ một tí các bạn này. Như thật luôn này. Xem nào. Đây là cái thẻ ngân hàng các bạn nha.
Thế là nhiều tiền đấy, bây giờ thanh toán này. Đấy, tít. Phải bật lên. Tính tiền. Đấy. Thế này có được không? Được ấy. Wow. Thế wow, nào được hay nhỉ. Giờ mình bóc cái này. Tôi xem cái này nữa nào. Này, ba xỉnh nhá. Tiêu. Rồi, tính tiền. Rồi, bây giờ con bóc cái kia ra để nó chơi. Thế là sẽ đóng vai một người phải đi chợ chứ. Người đi mua và một người bán hàng chứ. Đúng không? Rồi. Ta có một hộp bát răng bơ. Bát răng bơ đây. Họ làm gì mà giỏi thế? Một cái hộp bát răng bơ không các bạn. Ồ, một cái đùi gà. Ôi trời ơi, một đùi gà KFC. Có cả bắp ngô. Bắp ngô nữa nè. Quả ớt xanh. Trời, ớt xanh hay quá nha. Ồ, cái gì đây mình không hiểu luôn. Này giống như bánh này, chỉ format. Cái format. Đây là cái rổ. Rổ rất to. Bây giờ siêu thị nằm bên đâu nhỉ? Siêu thị nằm bên đây đúng không? Khách hàng đi mua đúng không? Ba bán hàng nhá. Vâng. Con đi mua đồ nhá. Tiền của con đây. Con cầm tiền đây. Ý là ba mở siêu thị đây. Mở siêu thị các bạn. Bây giờ bạn Huyền sẽ đóng vai đi siêu thị đấy các bạn. Vâng, với trừ mình. Còn ba sẽ đóng vai bán hàng nhá. Vâng. Mình có một rổ này để đi rồi, cô Hiền đang đi, khách hàng Hiền đang đi mua một cái. Mình đã mua cái này. Mua cái đùi gà này, tôi đang bán hàng đấy. Mua cả cái này nữa. Cả ớt. Một giỏ hay. Mua cả cái này, mua cái này. Mua cả lọ tương luôn à? Lọ tương mua luôn. Rồi, sách đi về nào. Sách lại đây. Ông ơi, tính tiền cho tôi không? Không? Rồi. Rồi, cái bàn này. À, cái alo nào. Cái alo nào. Alo. Alo. Alo lại cho bạn xem nào. Ta nhấn nút này nhá. À. Alo. To lên. Alo. Buồn cười mắc cỡ. Cười mắc cỡ hả? Rồi, bây giờ tính tiền nào. Chết. Ôi. Một lọ tương. Để tôi tính tiền, tính tiền nha. Ôi, nhân cái này máy tính tiền của tôi đây. Rồi, một thứ để đằng đây. Tiếp theo có mua cái gì nữa đây? Ba phải gà cái ni lại. Đây con sữa gà. Wow. Một miếng phồng phồng mát. Tính tiền à. Rồi. Ha, có mua gì nữa thế? Wow, bắp ngô à. Ok. Chiu. Rồi. Tiếp theo. Này là cái gì đây? Quả ớt xanh. Quả ớt xanh à, để xào à. Chiu. Wow, cái gì đây? Đùi gà. Cô mập thế nào mà cô còn mua đùi gà về ăn à? Không dám cân được. Mua về cho con tôi ăn thế. Rồi. Đấy cái gì nè. Còn gì nữa nào. Còn một hộp bánh răng bơ. À, hộp bánh răng bơ đây. Pop khô à, pop khô. Rồi, để tôi kiểm tra nè. Rồi. Nốt. Rồi. Cái bài là vị trí là bác phải trả tiền, tôi tính nha nào. Bao nhiêu? Đây ta có một mấy sản phẩm 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? 6.000 hả? 6 là... Không biết có đủ không này. Nhà bác là hết bao nhiêu nhỉ? Bác hết 720.000. 720.000. Bác hết 720.000 đây, 720.000. Bác có thanh toán cho tôi. Bác có thẻ không? Tôi có ấy. Thẻ bác tôi quẹt cho nó. Đây là thẻ. Ồ.
Thẻ này hết tiền rồi, tiếp mà nó vẫn không trừ tiền. Để còn thẻ khác không? Đây à? Rồi, tôi kiểm tra cho nhé. Wow, tiếp rồi mà vẫn 720.000. Là cái thẻ này có bác hết tiền rồi. Bác đưa tiền kia cho tôi. Rồi, đưa tiền hết 720.000. Là phải đưa một tờ 500. Tìm tờ 500. 500 đâu rồi? 500 nào. 50.000. Đây là 50.000 chưa đủ đâu. Chưa đủ thì cho phải tờ 500 á. 200. 200.000, đưa tờ 500.000 đây. 500.000 à. Có tờ 5 với 2 con số 0 á. Không quá. Có mà, đây có tờ 5 với 2 số 0 mà. Đây, 500.000. Rồi, vậy là khách hàng đã đưa một tờ hết 720.000. Mà đây đã có một tờ 500.000, chúng ta đang thiếu, đưa cho tôi 200 nữa. 200. Cái tờ vừa đưa có tờ số 2 đấy. 200 này. Rồi, 200.000 này, là 700.000. 700.000 mà 720.000, đang đưa tôi 20.000 nữa. 20.000. Rồi, 720.000 rồi. Thế không thừa nên tôi chả đưa xu nữa đâu nha. Đây là đủ tiền rồi nha. Rồi. Bác lấy cái này bác về đi. Bác đi về. Như vậy bác đã thanh toán xong, chúng ta sẽ cho đồng hồ về không. Rồi. Không. Bây giờ bác cắt đồ bác mang về đi nha. Rồi, bác cho đồ vào giỏ đi. Hôm nay bác đi bác mua mà quán cho tôi bán hết hàng, bác chơi hết cả luôn. Để bác cũng đừng van đùi gà nữa nha. Mua về cho con tôi ăn chứ tôi có ăn đâu. Gà KFC này mập lắm. Rồi, bye bye. Chào nhá. Cái nhà hàng hôm sau hẹn gặp lại nhá. Vâng. Nhớ đến đây mua tôi giảm giá nhá. Vâng. Ok. Tôi lấy lại tiền của ông luôn. Hai ba con vừa đóng vai đồ chơi mua hàng ở siêu thị và có máy tính tiền các bạn. Cái máy tính tiền này cũng rất chỉ là hay. Máy tính tiền này nhân số được này. Đây là đố bạn Hiền cái nào. Ê. 9. 9 nhân 2 bằng mấy? 9 nhân 2 bằng mấy à? 9 nhân 2 là 2 con 9 cộng lại 18. 18 bằng nào, xem đúng 18 nào. Wow, bạn Hiền giỏi. Được, bạn Hiền học lớp mấy rồi? Lớp 2. À, lớp 2 rồi. Tiền này siêu nha. Bác thẻ tính tiền các bạn này. Cái này người ta làm cái gì mà nó cũng rất là hiện đại. Đấy, ta được qua cái là nó tết. Đấy, được qua tết, là nhưng nó mà tết. Cũng có lên mà. Và có cả một cái máy tính tiền con, ở đây. Con làm chưa? Này, ba alo đi. Con alo to này. Alo. Đấy. Máy bên này có cả cái này mà. Bây giờ nếu mà không nhấn cái này thì con alo xem có to không nào. Alo. Nó to lên xem nó có tiếng không nào. Không có. Nói lại đi. Alo. Rồi bà nhắn lại nè. Nói. Alo. Nói gần sát vào. Không sát. Con cầm sát cái mic vào con nói cho bạn xem có to không. Alo. À đấy, đấy. Có cái loa phát thật đó. Lên nữa. À, nha. Rồi, hôm nay ta chơi thế thôi nhỉ. Còn hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Video đồ chơi mới tiếp theo nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nhảy Thị Cho Bé Yêu nhá. Để xem bạn Huyền đưa những video mới và những đồ chơi mới lên thì chúng ta theo dõi nhá. Bye bye các bạn nào. Bye bye. Xung của tôi đâu rồi?